Con kính con chào kính là lễ sư ạ. Con kính đảnh lễ sư. Chào các vị. Con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ dạ, chúng ta bắt đầu lớp học. Hôm trước em kính đảnh lễ sư ạ. Dạ dạ mô Phật. Hôm trước các vị chúng ta chưa có ghi về cái ý nghĩa thực tính của các sở hữu, nhưng mà cái này thì nó hơi dài, do vậy thì trong khi trước là cái phần tưởng, cái phần tưởng. Trong khi tôi trả lời câu hỏi thì các vị Phật tử nào có ghi được thì ghi. Và ở trên cái máy học của chúng ta nó có cái phần chúng ta có thể chụp được cái hình. Nếu vị nào dùng được cái đó thì như đôi khi những cái bài nào mà chúng ta biết không kịp chúng ta chụp lại để nhanh hơn. Ở đây có một Phật tử học viên Kim, là tên là Kim Quanh, hỏi rằng là cái tâm sở hữu, cái sở hữu tư thì đi theo tất cả các cái tâm và tạo nghiệp, nhưng khi nó đi theo cái tâm quả bất thiện vô nhân thì có gọi là nghiệp không ạ? Trước hết ở đây á, có nhiều cái loại nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp mà chúng ta đề cập đến tức là cái nghiệp mà nó cho cái quả, giống như là cho cái quả thiện và cái quả bất thiện á, thì cái nghiệp này á, là nó chỉ có cái sở hữu tư chỉ khi nào có mặt ở trong cái tâm bất thiện và cái tâm thiện thì cái sở hữu tư đó mới có khả năng tạo ra cái quả. Còn mà nếu mà sở hữu tư á, ở trong các cái tâm quả và cái tâm di tác á, thì sở hữu tư đó không có cái khả năng tạo ra quả. Tuy nhiên thì sau này chúng ta học ở trên cái phần duyên hệ đó, có cái phần nghiệp duyên á, thì nói đến cái nghiệp á, thì nó có nhiều cái trường hợp. Đó là trường hợp mà đồng sinh, dị thời hay là vô gián. Thì cái nghiệp mà chúng ta thường nói cái nhân cái quả đó là chúng ta nói đến cái quả dị thời, tức là nhân và quả ở hai cái thời điểm khác nhau. Và khi mà nói đến cái nghiệp thông thường như là làm thiện thì được phước, còn gặp làm ác thì gặp quả khổ, đó là chúng ta chỉ nói đến cái quả dị thời thôi. Và đó là cái đó là cái loại nghiệp mà chúng ta thường hay đề cập đến. Thì cái nghiệp này á, bắt buộc là phải cái sở hữu tư phải ở trong cái tâm thiện hoặc là cái tâm bất thiện. Chứ nếu mà sở hữu tư ở trong các cái tâm ngoài ra, tức là tâm quả và tâm di tác á, thì tuyệt nhiên là không có thể tạo quả. Rồi các vị Phật tử, chúng ta ghi xong cái phần nghiệp tưởng này chưa? Dạ, ghi xong hồi xưa. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, các vị, dạ. Đã chưa? Dạ, dạ. Trong khi các vị ghi nhắc lại luôn, tức là cái tưởng về cái đập tính á, lại nhớ lại cảnh cũ, liên tưởng cái cảnh liên quan. Tức là cái một trong những cái đặc tính của tâm á, là khi gặp một cái cảnh nào đó đó, thì trong đó nó có một cái đặc tính, đó là sở dĩ mà nó nhận biết được là nhờ nó liên tưởng đến một cái cảnh nào đó liên quan, tương tự hoặc là cái cảnh mà đã được biết. Rồi cái chức năng của cái tưởng đó là khi mà nó càng nhớ lại đó thì nó sẽ đối chiếu lại cái cảnh cũ mà nó đã gặp cộng với cái cảnh mới, và do đó là cái tâm khi đó nó sẽ nhận ra cái đó là cái gì. Ví dụ giống như là trước đó chúng ta gặp một người, và trong khi đó thì cái tưởng thì nó đã đọc ra là người đó mình đã từng gặp, và do vậy khi mà gặp người đó thì lập tức nó nhận ra là bởi vì
cái sở hữu tự tưởng đã trạng lại là người đó đã gặp. Còn có những cái trường hợp á, mà cái tưởng á, mà nó trạng lại nhưng mà nó trạng không có đúng, do vậy đó đôi khi là chúng ta có cái gọi là cái tưởng nhầm. Rồi cái biểu hiện thì ở đây chúng tôi chọn một trong những cái cách dịch thôi, chứ biểu hiện ở đây thì cũng xin nhắc lại là có nơi đó thì dịch là cái sự thành tựu, hay gọi là cái kết quả đó, hay là cái đặc điểm để mà mình nhìn thông qua đó mình biết. Thì cái biểu hiện của cái tưởng đó là giúp cho cái tâm, là cái tâm đã nhận ra cảnh, nhưng mà cái nhận ra này nó khác với cái biết bằng cái tâm, mà cái nhận ra này là nó biết bằng cái kinh nghiệm. Chúng ta biết cái đã biết dựa trên cái đã biết, là biết bằng kinh nghiệm. Là cái nhân cần thiết là cảnh đã từng biết. Thật ra cái nhân cần thiết này đó thì chúng ta có nhiều cách dịch, cũng như là cái điều kiện cần có, hay là một số sách dịch là cái nhân cận, cái nhân cận hay gọi là cái nhân gần. Bởi vì nhân thì nó có nhiều nhân, mà ở đây thì nói cái nhân cận tức là cái nhân mà cái nhân trực tiếp. Thì hôm trước thỉnh thoảng tôi có dùng cái chữ nhân sinh, nhưng mà cái nhân sinh đó là các vị dễ hiểu lầm là cái nhân đó nó tạo ra cái đó, cho nên cái nhân sinh đó là nó chỉ trong một số trường hợp đó, thì nó không phải là nhân sinh. Ở đây chúng ta xài phổ biến chung là gọi là cái nhân cần thiết, hay là cái điều kiện cần có. Thì cái điều kiện cần có để có cho cái sở hữu tưởng đó, chính là cái cảnh đã từng biết. Rồi về cái tư á, về cái đặc tính của tư á, nó là chủ tâm tạo tác. Nó sở hữu tư được ví dụ giống như là một người chủ trong một cái công việc. Về cái chức năng, cái vai trò của cái sở hữu tư á, là đề đốc các cái pháp đồng sanh cùng làm cái việc bắt cảnh, nhận biết cảnh. Và cái kết quả đó, hay là cái biểu hiện đó, là các cái pháp đồng sanh. Các pháp đồng sanh đây tức là các cái sở hữu cùng có mặt và tâm á, thì được sắp xếp theo cái chủ ý của cái tư. Và cái nhân cần thiết á, tức là phải có cái pháp đồng sanh, bởi vì nó giống như là một người giám đốc á, đề đốc nhân viên đó, thì cái điều kiện cần có đương nhiên phải có nhân viên, chứ một mình giám đốc đó, thì lại là đề đốc được ai. Do vậy đó thì cái điều kiện cần có để sở hữu tư đề đốc đó là các cái pháp đồng sanh với sở hữu tư. Tôi lặp lại, các pháp đồng sanh ở đây cũng là tâm sở hữu cùng có mặt khi đó. Rồi đối với cái sở hữu nhất hành á, sở hữu nhất hành này á, vì có cái đặc tính là không có tán loạn, và do đó là một số nơi đó hoặc một số trường hợp đó, thì gọi là định. Và đối với một vị hành giả mà tu thiền chỉ đó, thì chính nhờ cái nhất hành này mà được gọi là cái tâm định. Tâm định là do cái sở hữu nhất hành này. Tất nhiên đó là đối với những cái trường hợp của một người không tu thiền này là cái nhất hành ở đây nó chỉ có mang cái tính là nhất thời, chứ không có, nó không có lâu dài giống như là một người giữ được cái tâm định. Một người giữ được cái tâm định đó, tức là cái sở hữu này nó mạnh và nó đứng vai trò chủ lực trong khi mà tu tập. Cái phần này thì chúng ta sẽ đề cập sau. Rồi chức năng của cái nhất hành á, là ổn định các cái pháp đồng sanh. Ổn định các pháp đồng sanh ở đây tức là mặc dù là mỗi cái chi phần, mỗi cái đặc tính của tâm có cái phận sự, có công việc riêng, nhưng mà tất cả những cái vai trò, những cái công việc của các cái sở hữu khác á, là nó được nhất quán trong cùng một mục đích, gọi là ổn định các cái pháp đồng sanh. Và cái kết quả hay là cái sự biểu hiện tức là các cái pháp đồng sanh được duy nhất. Và cái điều kiện cần thiết ở đây á, ở đây thì chúng ta phải nói rõ hơn, đây là cái điều kiện cần thiết tại sao là lạc thọ.
là thật ra đó là đối cái trước hết là chúng ta nhớ lại cái sở hữu này là cái sở hữu biến thành, có nghĩa là nó có mặt ở trong những cái tâm thọ ưu như là tâm sân, và nó có mặt ở trong cái tâm gọi là cái thân thức thọ khổ, là tuyệt nhiên không có lạc thọ. Nhưng mà ở đây đó, các ngài luận sư nói đến cái lạc thọ đây là trường hợp là nếu mà cái tâm này, cái tâm nhất hành, xin lỗi, cái sở hữu nhất hành này á, để được gọi là cái tâm định á, thì cái sở hữu này á, phải cần có cái lạc thọ. Thì cái điều kiện đó, quan trọng đó, nó giúp cho cái sở hữu nhất hành này á, trở thành định. Còn nếu không có cái lạc thọ này đó thì sở hữu nhất hành này á, nó không có trở thành định được, mà nó chỉ giữ cho tâm nhất quán, cho tâm sở hữu nhất quán trên một cái đối tượng nào đó thôi. Và do đó chỉ cái nhân cần thiết ở đây chúng ta phải hiểu rằng là sở dĩ mà được kể lạc thọ là kể là trong cái trường hợp mà cái điều kiện để cho cái sở hữu nhất hành này trở thành định. Bởi vì nếu mà chúng ta nói thêm là nếu mà một vị tu thiền á, mà không có thấy được an lạc á, thì tâm của vị đó nó sẽ tán loạn. Cho nên á, là cần phải có cái lạc. Hay ví dụ cách khác á, nếu mà chúng ta ngồi ở nơi nào hay chúng ta làm gì đó mà chúng ta cảm thấy được an lạc, được thoải mái đó, thì chúng ta có thể làm việc một cách lâu dài. Còn nếu mà chúng ta làm cái việc gì đó mà chúng ta không có cảm thấy thoải mái đó thì chúng ta làm không có lâu. Dạ, do vậy mà cái lạc á, là cái điều kiện cần có để có định. Rồi trở lại cái đó là cái mạng quyền. Khi biết tin quý giá, tức là về đặc tính á, là ở trong tất cả các cái pháp, vừa danh pháp hay là sắc pháp á, thì luôn luôn phải có cái yếu tố đó là nó phải có cái sức sống. Ở đây mạng quyền ở đây á, phải được kể còn được phân chia. Nếu mà chúng ta kể với cái mạng quyền của sắc pháp thì cái mạng quyền này gọi là danh mạng quyền, tức là cái mạng quyền cho cái danh pháp, tức là cho tâm và sở hữu. Và ở trong sắc pháp cũng có một cái sắc pháp gọi là mạng quyền, thì khi đó là sắc mạng quyền so với cái danh mạng quyền này. Thì cái mạng quyền ở đây chúng ta phải hiểu rằng là đây là cái danh mạng quyền, tức là cái khả năng duy trì các cái pháp đồng sanh, mà các cái pháp đồng sanh đây chính là tâm và sở hữu. Dạ, cho nên các vị có thể ghi chú thêm là ở đây là nó còn cái mạng quyền này thì còn cái mạng quyền này chỉ là cho mạng quyền phần danh thôi. Dạ, phần danh thôi. Dạ, nhiều chỗ gọi là danh mạng quyền á, thì danh nó chức tức là tâm và sở hữu. Rồi cái chức năng hay là cái nhiệm vụ của cái sở hữu này đó thì giữ cho cái pháp đồng sanh nó được tồn tại. Và tồn tại ở đây là trong ba sắc na, tức là một tâm như vậy đó, khi mà sanh lên nó có một cái thời gian gọi là nó tồn tại trong ba cái thời điểm gọi là ba cái sắc na nhỏ hay là ba sắc na tiểu, tức là sinh trụ diệt. Ba cái thời điểm này á, gọi chung là một cái sắc na đại. Sau này chúng ta sẽ học rõ hơn ở trong cái phần lộ trình tâm. Rồi cái biểu hiện của sở hữu mạng quyền á, là các pháp đồng sanh được hiện hữu. Các pháp đồng sanh ở đây là tâm và sở hữu. Sở dĩ tất cả tâm và sở hữu có mặt được, sống còn được á, là nhờ nó có cái sức sống của cái sở hữu mạng quyền. Và cái điều kiện cần thiết tất nhiên là phải có cái pháp đồng sanh. Rồi cái tác ý á, thì đó là cái đặc tính, đó là chú ý đến cảnh, làm thành cảnh cho tâm. Còn cái vai trò hay chức năng là giúp cho tâm nhận biết cảnh. Còn cái biểu hiện hay là cái kết quả đó là tâm nhận được cảnh. Và cái nhân điều cần thiết là có cảnh. Ngày hôm nay chúng ta học tiếp cái phần
cái phần kế tiếp đó là chúng ta học về cái phần biệt cảnh. Rồi chúng ta học phần biệt cảnh là phần này. Phần này chúng ta xóa phần bớt cái phần cũ này. Thì tôi xin nhắc lại đó là trong sở hữu tâm thì được chia thành ba phần là tợ tha, rồi bất thiện và tịnh hảo. Thì trong cái phần tợ tha này nên chúng ta có cái dòng đầu tiên gọi là cái dòng biến hành. Dòng biến hành. Và cái dòng biến hành này á là nó có mặt đủ cho 121 tâm. Dòng biến hành này có mặt đủ trong 121 tâm. Và cái biến hành này á là vì nó là một phần của sở hữu tự tha, cho nên biến hành này á là có cái đặc tính là tự tha, tức là không có cái đặc tính riêng. Mà đi với thiện thì trở thành thiện, mà đi với bất thiện trở thành bất thiện, mà đi với vô ký không thiện không bất thiện á thì trở thành vô ký. Và học ngày hôm nay chúng ta học tiếp cái phần sở hữu tự tha, đó chính là biệt cảnh. Dạ, biệt cảnh. Gọi là biệt cảnh á là bởi vì những cái đặc tính này nó cũng là cái đặc tính tự tha, tức là đi với cái tánh nào thì nó sẽ theo cái tánh đó, chứ nó không có cái tánh riêng biệt, bởi vì nó nằm ở trong cái nhóm tự tha. Nhưng gọi là cái biệt cảnh á, là nó khác cái biến hành là có mặt ở trong tất cả các tâm. Còn biệt cảnh á, là nó chỉ có mặt ở trong một số tâm chuyên biệt thôi, chứ không có phổ biến tất cả các tâm như biến hành, cho nên gọi là biệt cảnh. Sau cái phần này đó thì chúng ta sẽ học là trong một cái trong sở hữu đó, thì nó sẽ có bao nhiêu tâm và trong tâm thì có bao nhiêu sở hữu. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nhắc để chúng ta hiểu rõ hơn về cái biệt cảnh. Ví dụ là đối với ngũ song thức, đối với cái nhóm này. Rồi, alo, tài. Là cái nhóm ngũ song thức này. Là ngũ song thức. Thì cái ngũ song thức này á, là những cái tâm đơn giản nhất và nó cũng có ít đặc tính nhất, nó chỉ có cái 7 cái biến hành thôi chứ không có cái biệt cảnh. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái biệt cảnh nó khác biến hành chỉ duy những cái chỗ là nó không có mặt ở trong tất cả các cái tâm, giống như là biến hành. Chứ còn mà về cái đặc tính tự tha thì nó vốn là tự tha, nó cũng giống như là biến hành vậy, tức là nó cũng không có cái đặc tính riêng biệt thiện ác hay là thiện bất thiện hay vô ký, mà tùy theo cái tâm mà nó có cùng có mặt thì nó sẽ trở thành cái tánh đó. À, thì hôm nay chúng ta học về cái chúng ta chỉ học về cái biệt cảnh này thôi. Và khi mà học về cái biệt cảnh này đó thì chúng ta cũng giống như là chúng ta cũng cố gắng học thuộc, học sao cho dễ nhớ, giống như là ở biến hành. Tôi kể đủ một loạt 6 cái biệt cảnh này để cho các vị chúng ta đọc cho đọc quen thôi để dễ thuộc. Là gồm có biệt cảnh thì gồm có
tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Hôm trước học về cái các cái chi thiền á, thì chúng ta nhớ có năm chi thiền là tầm tứ hỷ lạc định, đó là năm chi thiền của cái tầng sơ thiền. Thì tầm tứ nó chính là hai cái đặc tính, hai cái sở hữu tầm tứ này. Dĩ nhiên là chỉ được gọi là chi thiền đối với một người chứng thiền thôi thì cái tầm tứ này mới trở thành chi thiền. Còn nếu cái tầm tứ này ở trong cái trường hợp khác đó, thì không được gọi là chi thiền. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Các vị cũng cố gắng học giống thuộc lòng, giống như là đối với cái sở hữu biến hành. Sở hữu biến hành gồm có xúc thọ tưởng tư nhất hành bản quyền tác ý, thì biệt cảnh là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Thật ra khi mà chúng ta học ví dụ pháp mà được lặp đi lặp lại đó, thì tự nhiên chúng ta nhớ thôi. Bản thân tôi thì tôi cũng nhớ hồi nào không hay, chứ hình như là không có chủ ý học thuộc lòng thì phải. Dạ, cũng lâu rồi tôi nhớ rằng là do vì học đến các mấy ngày cứ lặp đi lặp lại đó thì nhớ tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Và khi quen như vậy đó thì nó có cái lợi, đó là khi mà chúng ta kể cái chi pháp ra đó thì mình là luôn luôn là mình không có luôn luôn không có bị bỏ sót. Chứ nếu mà đôi khi mà các vị học mà chúng ta không có thuộc lòng đó, thì đôi khi nói về 13 cái sở hữu tự tha này đó mà mình kể theo cái bằng cái trí nhớ không mà không có thuộc lòng thì đôi khi chúng ta kể thiếu hoặc là không có theo cái thứ tự. Mặc dù cái thứ tự này nó không có quan trọng, nhưng mà nó dễ dàng cho mình khi mà mình tham cứu các cái quyển kinh sách đó, thì hầu như là được viết thống nhất theo cái thứ tự này, cho nên nó là chúng ta cũng theo cái thứ tự này không có thay đổi. Và cũng để dễ dàng nhớ theo cái thứ tự đó là buộc là chúng ta nên nhớ thuộc lòng. Như vậy thì các vị cố gắng đọc là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục nó giống như là xúc thọ tưởng tư nhất hành bản quyền tác ý. Thế này tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Vậy thì đầu tiên đó là chúng ta học về cái sở hữu tầm. Biệt cảnh là chúng ta có cái sở hữu tầm. Thì cái đặc tính của sở hữu tầm á, đặc tính của sở hữu tầm là hướng tầm đến cảnh. Ở trong các cái mảng sớ nó hay ví dụ giống như là cái hình ảnh của một cái con ong mà khi mà nó hướng đến cái hoa để nó bay tới, thì cũng giống như là tâm á, là có một số loại tâm là cần phải có cái sở hữu tầm để cái tầm này á, nó dẫn tâm đi đến cảnh. Ví dụ như là trường hợp của một vị hành giả tu thiền chỉ tịnh, thì nhờ cái sở hữu tầm này á, mà cái tâm của vị hành giả nó được dẫn đến, được áp đặt trên cái đề mục mà mình tu tập. Và cũng nhờ cái sở hữu tầm này á, mà nếu mà cái sở hữu tầm này mạnh thì giúp cho vị hành giả không có bị cái cảm giác cái trạng thái gọi là cái giả dụi buồn ngủ.
Và những người nào mà cái sở hữu tầm này mạnh á, là người đó là họ họ có cái họ thường gặp cái bệnh là cái người đó là có cái bệnh là khó ngủ. Dạ. Khi mà ở trong tâm chúng ta nó mà cái tầm tức là cái đặc tính là hướng đến cảnh nhiều á, thì nó làm cho không có cái hôn trầm thủy miên, tức là cái trạng thái tâm giả dụi buồn ngủ á, thì không có. Cho nên là đối với một vị tu thiền á, thì rất là cần thiết, nhất là đối với những cái vị mà đang tu tập thiền lúc ban đầu, do vì nhờ cái chi tầm này á, mà giúp cho vị đó được tỉnh táo, không có buồn ngủ. Thì cái phần này sau này chúng ta sẽ học ở trong cái thiền yếu hiệp. Bất thiện yếu hiệp. Là cái đó là cái đặc tính. Còn cái thứ hai đó gọi là cái chức năng hay là cái nhiệm vụ. Dạ. Là chức năng hay là nhiệm vụ, các vị nào có ghi chú thì ghi, thì tùy theo cái cách dịch. Chức năng là tầm là dẫn tâm, dẫn tâm đến cảnh. Dạ. Hay là làm cho tâm gặp được cảnh. Yeah. Dẫn tâm đến cảnh hay là làm cho tâm gặp cảnh. Và cái thứ ba gọi là cái biểu hiện hay là kết quả. À, kết quả. Tại nhiều trong một số ý nghĩa thì chúng ta dịch cái chữ kết quả thì nó dễ hiểu hơn, nhưng một số trong số đối với một số cái sở hữu thì dùng cái biểu hiện thì nó dễ hiểu hơn, nó tùy các vị. Cái kết quả đó là tâm gặp cảnh. Và cái nhân cần thiết nhân cần thiết tất nhiên là phải có cảnh. Rồi chúng ta sang cái phần thứ cái sở hữu thứ hai của biệt cảnh. Tôi xóa bớt cái trang. Và cái thứ hai là cái sở hữu tứ. Cái sở hữu tứ, tứ ở đây á, trong cái ngôn ngữ thường dùng chúng ta hay nói là ý tứ á.
Rồi chữ tứ đây, cái này. Vậy cái tứ này có nghĩa gì? Cái tứ này về cái đặc tính của tứ. Cái tứ này có nghĩa là cái sự rà soát, cái sự kiểm tra, xem xét cái đối tượng mà tâm nhận biết. Và được ví dụ cái hình ảnh mà ví dụ giống như là con ong khi mà nó bay đến hoa đó, thì con ong nó sẽ bay lượn xung quanh cái hoa đó để nó xem xét thì cái đó như thế nào. Thì cái sở hữu tứ nó đối với cảnh cũng giống như vậy, tức là cái sự rà soát đối với cảnh, nó xem xét cảnh, thì cái đặc tính đó nó thì được gọi là tứ. Đặc tính các vị cũng ghi gọn là xóa cảnh. Rà soát cảnh hay là xem xét cảnh. Rồi cái thứ hai, là cái chức năng. Chức năng để rõ hơn thì chúng ta có thể nói là cái nhiệm vụ hoặc là cái công việc, nhiệm vụ hoặc là công việc của nhiệm vụ công việc của sở hữu tứ á, tức là làm cho tâm á là không còn lưỡng lự. Không, xin lỗi các vị, cái đó là không phải cái nhiệm vụ của tứ, mà cái tứ ở đây á, tức là giúp cho cái tâm á, giúp cho tâm á, là kháng khích hơn đối với cảnh. Thế tôi biết là theo cái nhiều cái cách định nghĩa thôi, nhưng mà cái này là các bạn để giúp tâm á, rõ ràng hơn với cảnh. Là cái thứ ba, tức là cái kết quả hay là cái biểu hiện. Những cái phần này nó hơi dài, cho nên nhiều khi sợ các vị hay cũng hơi ngán. Nhưng mà khi mà chúng ta học mà được học kỹ về những cái khía cạnh về thực tính này thì dễ dàng phân biệt trong một số trường hợp mà những cái loại sở hữu tâm về cái ý nghĩa đó thì nó gần gần giống nhau. Và do đó khi mà chúng ta phân biệt theo cái đặc tính, theo cái chức năng hay là cái biểu hiện của từng cái sở hữu một thì chúng ta dễ hiểu rõ hơn cái sở hữu này nó khác với sở hữu kia như thế nào. Và cái kết quả đó là tâm được kháng khích cảnh, và thứ tư là cái nhân cần thiết
nhiên cần thiết, cho nên cũng tất nhiên là có cảnh. Rồi cái sở hữu thứ ba đó, ở trong biệt cảnh đó là thắng giải. Hôm nay tôi biết luôn một lần luôn để giảng sao là sao thắng giải. Thắng giải là thứ một. Sở hữu thắng giải đó là cái đặc tính của sở hữu thắng giải, thắng giải đó tức là cái sự quyết đoán, cái sự quyết định đối với cảnh. Như là cái hình ảnh của con ong mà sau khi mà nó bay xung quanh cái hoa đó thì nó quyết định nó đậu lại trên cái hoa nào đó. Thí như là cả một nhánh hoa thì ong nó bay xung, sau khi mà tầm nó hướng đến cảnh, giống như là ong nó hướng đến cái hoa, rồi tứ á, là nó bay xung quanh cái hoa, và cái thắng giải đó là nó quyết định là nó đậu trên cái hoa đó. Thì ở đây chúng ta cái đặc tính của nó là quyết định cảnh. Rồi cái hai đó là cái chức năng, là chức năng của nó làm cho tâm, làm cho tâm không lưỡng lự vân vân. Và cái biểu hiện hay là kết quả cũng một số nơi cũng dịch chữ này là cái sự thành tựu. Kết quả đó là tâm không còn do dự. Nhân cần thiết ở đây là cái điều kiện cần thiết cho cái sở hữu khán giả này đó, tức là có, vẫn là cũng giống như ở trên, tức là có cái cảnh quyết đoán, cảnh để quyết đoán. Chúng tôi dừng lại ba cái sở hữu này là tầm tứ thắng giải cần thị dục. Đó, tầm tứ thắng giải tôi dừng lại ở ba cái sở hữu này. Ở đây cái phần minh họa của tôi, các vị khỏi có ghi vô bài nha. Để chúng ta dừng ở ba cái sản phẩm này. Có đôi khi á, là có nhiều cái ví dụ hay, nhưng mà có đôi khi nhiều cái ví dụ đó đó dễ hình dung, nhưng mà cũng dễ hiểu lầm. Giống như là
cái tầm tứ thắng giải, mà được ví dụ cái hình ảnh của một cái của con ong, khi con ong bay đến tìm hoa nó thì khi đó là tầm, rồi ong nó rà soát xung quanh cái đó hoa nó là tứ, và thắng giải tức là nó quyết định nó đậu trên cái hoa đó là thắng giải. Khi mà chúng ta có cái hình ảnh đó đó thì chúng ta dễ dàng hiểu ba cái đặc tính của sở hữu, ba cái sở hữu đầu là tầm, tư, thắng giải. Tuy nhiên là khi mà chúng ta học về cái sở hữu tâm thì luôn luôn phải nhớ là tâm, các tâm và sở hữu này đó là có bốn cái tương đồng là đồng sanh, đồng diệt, đồng nương và đồng biết một, đồng biết một cảnh. Thì các cái sở hữu này, tầm, tứ, thắng, giải đó, là có mặt đối với tâm trong cùng một lúc. Và do đó đôi khi có những cái hình ảnh minh họa như là ông đến với hoa, hay là ông rà sau khi nó đến và rà soát nó bay lượn xung quanh cái hoa đó và nó đậu lại. Thì khi mà chúng ta đưa cái hình ảnh đó đó thì dễ gây hiểu lầm rằng là cái tầm á nó sanh trước, rồi kế đến là tứ, rồi kế đến là thắng giải. Nó giống như là cái quá trình của con ong. Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu như thế nào mà để chúng ta biết rằng là tầm, tứ, thắng giải này á, khi có mặt trong một tâm á, thì nó có mặt cùng một lúc, nó sanh cùng lúc, nó diệt cùng lúc. Và do vậy đó thì chúng ta có thể lấy cái hình ảnh giống như là nhiều người đi cùng một chuyến xe, nhiều người trong cùng một chiếc xe, rồi khi đó tầm á, tức là người mà đi tìm cảnh, tìm cái địa chỉ, còn tứ là người đó xem, còn tứ là người xem xét coi cái nơi mà mình đến nó như thế nào. Và cái thắng giải đó là người mà quyết định là đậu xe lại chỗ đó. Thì ba người này cùng có mặt trong chiếc xe, chứ không phải là đây là ba cái công đoạn thứ tự, tức là tầm trước rồi đến tứ là thắng giải. Do vậy khi hồi nãy tôi nhắc lại cái hình ảnh của con ong á, là chúng ta phải hiểu rằng là những cái hình ảnh đó là nói là nói là riêng lẻ cho từng cái sở hữu để các vị dễ hình dung thôi, chứ không phải là cả một cái quá trình là từ con ong nó bay đến hoa, rồi nó bay rồi nó rà soát xung quanh cái hoa đó mà nó đậu lại. Nó giống như là cái tiến trình của sanh trước sau, thì nó không phải như vậy. Mà tầm, tứ, thắng giải và các cái sở hữu khác nó đồng sanh một lượt, đồng diệt một lượt, đồng nương một cảnh, đồng biết một cảnh và đồng nương một căn. Bốn cái đồng nhất này đó là các vị luôn luôn phải nhớ, chứ không bao giờ là chúng ta được quên trong cái giữa cái tâm và cái sở hữu. Bởi vậy mà tôi mới dừng lại ở cái chỗ cái tầm, tứ, thắng giải này, bởi vì rất dễ hiểu lầm đó là một cái quá trình trước sau, sau cái này đến cái kia, sau tầm rồi đến tứ, rồi sau tứ đến thắng giải. Không phải như vậy, các vị lưu ý kỹ giùm. Tầm, tứ, thắng giải là đến cái sở hữu cần. Các vị chịu khó viết bài trước rồi chúng ta học bài sau. Sở hữu cần thì cái sở hữu này nhé, thì chúng ta đã quen thuộc. Cần hay còn gọi là cái sự tinh tấn, hay là cái sự nỗ lực, hay là cái sự cố gắng. Và đặc tính của sở hữu cần á, tức là đặc tính của sở hữu cần là nỗ lực.
chẳng tính mình đâu còn là nó đâu. Hai là cái chức năng. Chức năng là hỗ trợ các cái pháp đồng sanh, tức là tâm và sở hữu cùng có mặt khi đó đó. Dạ, chúng ta chức năng của nó là trợ sức cho sự cho pháp đồng sanh. Cái pháp đồng sanh ở đây các vị luôn luôn phải nhớ là cái tâm và sở hữu cùng có mặt, chứ không có tính các pháp đồng sanh khác nha. Ví dụ giống như khi đó là có sắc pháp đồng sanh thì không kể, bởi vì đó thuộc về phần sắc. Ở đây chỉ là thuần túy là các pháp đồng sanh mà là cái danh pháp thôi. Cái thứ ba đó là cái biểu hiện. Tôi ghi cái biểu hiện là để ghi nhất quán từ đầu đến cuối, nhưng mà trong một số cái ý nghĩa đó thì chúng ta lấy được kết quả thì lại là nó dễ hiểu hơn, cho nên lúc nào tôi cũng mở hoặc như vậy. Trong một số trường hợp đó, thì chúng ta thấy chữ biểu hiện thì nó dễ, nhưng mà trong một số thì lại kết quả dễ hiểu. Thì ở đây kết quả đó thì là các pháp không có bị lui sụp. Dạ. Tôi ghi các pháp đồng sanh thì dễ lộn, nhờ tâm sở hữu đồng sanh. Chứ có ghi kỹ như vậy. Tâm sở hữu đồng sanh không lưu sụp. Rồi thứ tư là nhân cần thiết. Có cảnh kích động. Nếu mà các vị nào không ghi không kịp thì các vị hoan hỷ nói cho biết. Rồi chúng ta sang cái phần cái sở hữu hỷ. Cái sở hữu hỷ này nè, các vị nhớ ở trong cái sở hữu thọ đó, chúng ta có 5 cái cảm thọ: thọ hỷ, thọ xả, thọ ưu, thọ lạc và thọ khổ. Nhưng mà tuy rằng đã có cái sở hữu thọ rồi, và trong cái sở hữu thọ đó là có thọ hỷ, nhưng mà ở đây chúng ta có cái sở hữu hỷ riêng. Mặc dù á, sở hữu hỷ này á, luôn luôn là không có đi với các cái thọ, không có đi được với các cái thọ ưu, không có đi được chung cái thọ khổ, mà gần như là sở hữu hỷ này á, là nếu mà cái
ở những cái tâm thông thường á, không phải cái tâm thiền, không phải tâm tứ thiền á, thì sở hữu hỷ này á, luôn luôn đi với cái thọ hỷ. Nhưng mà cái sở hữu hỷ này nó khác với cái thọ hỷ như thế nào? Cái thọ hỷ á, cái sở hữu thọ mà khi mà nó trở thành cái thọ hỷ á, tức là cái sự cảm nhận cảnh một cách vui thích, một cách thích thú. Còn cái sở hữu hỷ này nó là cái tính nó là thích thú với cảnh. Các này để tôi cố gắng để tôi minh họa để cho các vị dễ nhận. Ví dụ như là đây là cái đây là tâm. Đây là tâm. Còn đây là cảnh. Cảnh hay là đối tượng của tâm. Thì khi một tâm, trong một tâm á, là nó tâm á, thì nó có nhiều cái đặc tính hay là có nhiều cái sở hữu. Còn đây tâm nó có nhiều cái sở hữu. Tâm nó có nhiều cái sở hữu. Thì ở đây á, là có cái chúng ta đang bàn đến hai cái sở hữu, đây là sở hữu thọ. Sở hữu thọ. Và trong một trường hợp á, là sở hữu này nó trở thành thọ hỷ. Và nó khác với cái sở hữu hỷ. Và đây và nó cũng có cái sở hữu hỷ. Tâm nó có nhiều cái sở hữu. Thì cái sở hữu thọ hỷ là như thế nào? Cái sở hữu thọ hỷ á, là khi mà cảnh tác động á, thì cái sở hữu hỷ, cái sở hữu thọ hỷ này là cái sự cảm nhận cảnh một cách thích thú, gọi là sở hữu thọ hỷ. Còn cái sở hữu hỷ á, là chỉ cho cái đặc tính á, là cái sở hữu này á, lại là vui thích với cảnh. Như vậy đó, thì chúng ta nhìn vào trên cái mũi tên á, cảnh tác động cho cái sở hữu thọ, nhưng mà đối với cái sở hữu hỷ á, là sở hữu này nó lại là tác động với cảnh, tức là nó vui thích với cảnh. Còn cái sở hữu hỷ, cái sở hữu thọ hỷ này đó là nó cảm nhận cảnh một cách vui thích. Tôi xin lặp lại, đó là sở hữu hỷ á, là cái sự vui thích đối với cảnh. Còn cái sở hữu thọ hỷ á, là sự cảm nhận cảnh một cách vui thích. Các ngài ví dụ giống như là một người đi đường xa khát nước, thì nhìn thấy cái ly nước á, người đó vui mừng, thì cái đó gọi là sở hữu hỷ. Và khi mà người đó uống nước vào á, thì thấy cảm giác á, dễ chịu, thỏa thích, thì cảm giác đó là cái cảm giác thọ hỷ. Dạ. Như vậy thì cái sở hữu hỷ này là cái sở hữu hỷ là cái đặc tính là vui thích với cảnh. Còn sở hữu thọ hỷ là cảm nhận cảnh một cách vui thích. Thì tạm thời chúng ta cứ hiểu đại khái như vậy, rồi sau này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Dạ. Như vậy là cái đặc tính. Tức là hân hoan với cảnh. Hay là vui thích với cảnh. Còn cái thứ hai nó là cái chức năng của nó. Cái nhiệm vụ. Hay công việc.
là giúp cho cái các cái giúp cho cái giúp tâm vui thích. Là cái kết quả thật ra chỗ này nó cái kết quả thì nó dễ hiểu hơn cái biểu hiện. À, kết quả là tâm được hân hoan. Đó là cái điều kiện nhân cần thiết. Ghi luôn là điều kiện để có. Qua phát đồng sanh à, các vị chịu khó ghi một lần luôn đây rồi chúng ta tìm hiểu bài. Và tiếp theo đó là cái sở hữu, gọi là cái sở hữu dục. Sở hữu dục á, là đặc tính của sở hữu dục á là tính của sở hữu dục là muốn chúng ta dừng lại ở sở hữu dục này. Thường thường khi mà người ta nói cái chữ cái chữ muốn á là người ta liên tưởng đến cái tham, chúng ta muốn cái này muốn cái kia, và từ đó đó là có những người là nghĩ rằng làm cái việc tu thiền á là cái việc diệt trừ phiền não, và do vì muốn là cái tham cho nên nãy mình nói tu thiền á là làm sao không có muốn. Nhưng mà chúng ta học ví dụ pháp á thì cái muốn á nó không phải bao giờ nó cũng là tham hết. Cái muốn mà đi với cái sự dính mắc á thì mới gọi là tham. Còn có những cái muốn á mà nó không có dính mắc á thì cái muốn đó nó chỉ đơn thuần là muốn thôi, chứ không phải là lòng tham. Kể cả cái muốn này nó có mặt ở trong cái tâm sân. Ví dụ giống như là người ta muốn tự tử, hay là người ta muốn đánh ai đó, hay là người ta muốn làm cái gì bằng một cái sự sân hận. Giống như người ta hay nói là tôi nghe ông đó nói chuyện cũng muốn chửi, thì cái muốn đó cũng làm cái muốn, nhưng cái muốn đó nó không phải bằng cái tâm tham. Rồi còn cái loại có một cái muốn khác á, mà cái muốn đó nó không có tham cũng không có sân, mà chỉ đơn giản là họ muốn làm cái gì đó. Bởi vì cái muốn có tham á là cái muốn đó nó phải dính mắc, phải ưa thích cái cảnh,
Còn cái muốn cái sân á là phải bất mãn với cảnh, bất bình với cái đối tượng mình gặp. Còn có những cái muốn á, nó không phải là nó là dính mắc, mà nó cũng không có phải là bất mãn. Chẳng hạn giống như là đơn giản trong những cái sinh hoạt hàng ngày, chúng ta đi đứng nằm ngồi, thì mỗi cái động tác mà chúng ta thay đổi như vậy đó, nó đều phải có một cái ý muốn hết. Mình đang ngồi như thế này đó, thì mình muốn đứng dậy, thì nó phải có cái muốn thì mình mới đứng dậy được, chứ không có cái muốn làm sao mình thực hiện. Thì do đó là cái dục ở đây á, nó chỉ đơn thuần là cái ý muốn hành động, và chứ không phải là đã muốn là chúng ta gắn liền với cái tham. Để mà cái điều rõ ràng các vị dễ nhận ra nhất là có những cái chuyện muốn mà người ta muốn bằng sự sân hận. Có những người do vì họ quá muốn làm cái việc gì ác nào đó, đôi khi nó cản không được. Do cái sự sân hận thúc đẩy. Như vậy thì cái muốn nó có nhiều loại muốn. Ở trong kinh thường hay chia cái dục này, cái sự mong muốn này là có ba. Cái sự mong muốn á, mà ưa thích ở trong các cái cảnh dục á, gọi như là chúng ta muốn ở trong cái sắc đẹp, tiếng hay hay là vị ngon, xúc lạc á, thì cái muốn nó gọi là cái tham dục. Còn cái muốn thứ hai đó, tức là cái sự mong muốn ở trong thiện pháp, giống như là một người đó muốn diệt trừ các cái phiền não, muốn mình thành tựu các cái pháp thượng nhân, thì cái nó gọi cái muốn nó gọi là pháp dục, chứ không phải là tham dục. Còn cái loại muốn thứ ba đó gọi là tác dục, tức là chỉ đơn thuần là muốn hành động thôi, không thiện mà cũng không ác. Ví dụ giống như là chúng ta muốn dời một cái quyển sách từ bên phải qua bên trái vân vân, thì cái muốn đó không có cái gì mà có cái lòng tham trong đó, không có gì gọi là sân hận trong đó. Do đó khi mà nói với cái dục này á, thì chúng ta chỉ hiểu đơn giản đó là chúng ta chỉ hiểu đơn giản đó là cái dục này là cái ý muốn thôi, chứ nó không có phải là không có phải nhất thiết là muốn là tham. Tôi có gặp nhiều người nó cứ nói rằng là tu thiền nó là không được muốn, bởi vì muốn là tham, không phải là muốn là tham. Có những cái muốn của người tham, có muốn của người sân, có muốn của người thiện, là có muốn thì nó không sân, không bất thiện, không ký. Là cái nhiệm vụ á, thứ hai là cái chức năng à. Chức năng là làm cho tâm mong mỏi hành động. Và cái thứ ba là cái chỗ này đúng ra vậy, tôi gọi cái biểu hiện để nó nhất quán từ đầu đến cuối. Trong trường hợp này chúng ta nói là kết quả. Trường hợp này kết quả thì nó dễ hiểu hơn. Cái kết quả nó là đây sẽ ghi như thế nào để cho các vị dễ khỏi có nhầm lẫn. Đơn giản đi ghi đơn giản là kết quả nó là tâm muốn hành động. Một số sách đó thì gọi là làm cho tâm nó tha thiết hành động, nhưng mà cái chữ tha thiết này đó, thường là chúng ta sẽ dễ hiểu lầm là cái chuyện gì đó mà nó thuộc về ưa thích,
ta phải giữ tha thiết. Còn đây chúng ta chỉ nói là cái muốn, tức là một cái hành động muốn một cách trung tính. Tức là muốn ở đây là một cái ý định mong được thực hiện, chứ không phải là cái chuyện đó là mình tha thiết. Thí dụ giống như chúng ta bị bệnh, thí dụ giống như là bị ung nhọt, thì chúng ta muốn là bác sĩ là phẫu thuật, nhưng không phải là chúng ta ưa thích cái sự phẫu thuật đó. Chúng ta không muốn cái cảm giác đau đớn đó, chúng ta không phải là chúng ta tham đắm với cái sự đau đớn đó, mà ở đây nó chỉ đơn giản là do vì mình muốn là không còn cái không còn có bị cái ung nhọt đó. Dạ. Rồi nhân cần thiết. Nhân cần thiết cái này là có cần. Có cảnh để muốn. Rồi chúng ta ôm lại cái sáu cái biệt cảnh này. Trước hết là cái sở hữu biệt cảnh là cái sở hữu tự tha. Thứ hai là cái sở hữu biệt cảnh là cái sở hữu mà chỉ có mặt trong một số tâm thôi, chứ không phải là có mặt đầy đủ tất cả các tâm như là biến hành. Trong sở hữu biệt cảnh gồm có sáu, tức là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Sở hữu biến hành thì có xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền đắc ý. Nhóm biệt cảnh thì gồm có tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Thì có một cái số loại tâm như là cái tâm ngũ song thức, tức là nhãn cập nhãn thức quả thiện và quả bất thiện, tương tự cập nhĩ thức, cập tỷ thức, cập thiệt thức, cập thân thức. Những cái tâm này đó là những cái tâm làm việc, chúng ta nói là làm việc một cách máy móc. Đó là những cái tâm đơn giản nhất. Thật ra đó là khi mà cái tâm mà nhìn thấy cái cảnh, cái nhãn thức nhận biết cảnh sắc, hay là nhĩ thức nhận biết cảnh thinh, vân vân, chúng ta tạm hiểu nó giống như là một cái bộ cảm biến của một cái máy. Là khi mà có cái đối tượng đến thì cái cảm biến nó lập tức nó nhận ra thôi. Thì cái cảm biến đó nó nhận ra, chứ nó không có cái cảm biến nó chỉ tác động thôi, chứ nó chưa có xử lý được cái cảm nó như thế nào hết. Thì cũng vậy, cái tâm nhãn thức đó, hay tâm cái cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, vân vân, là những cái tâm nó giống như là những cái cảm biến của bộ máy, là nó chỉ có ghi nhận cảnh thôi, còn chứ nó không có xử lý cảnh. Tức là khi mà mắt chúng ta thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, thì khi đó, đó là cái khi mà chúng ta biết được đây là sắc, đây là tiếng động, đây là cái mùi, đây là cái vị, đây là cái sự xúc chạm, thì khi đó, đó nó chưa có là thiện, chưa có là bất thiện. Mà cái phần thiện hay là cái phần bất thiện đó, đó là cái phần sau của các cái tâm khác. Do vậy nó cùng một cái cảnh đó, nhưng mà một người khi nhìn cái cảnh đó thì khởi lên cái bất thiện tâm. Có người nhìn thấy cảnh đó nó khởi lên cái lòng tham, có người nhìn cái cảnh đó nó khởi lên cái lòng sân, có người đó thì nhìn cái cảnh đó là khởi lên cái thiện. Như vậy thì những cái tâm đầu tiên gọi là cái nhóm ngũ song thức này đó, nó chỉ có một cái vai trò máy móc như là một cái cảm biến để nhận biết cảnh thôi. Và chính thì cái tâm đơn giản như vậy đó, cho nên những cái tâm này đó nó chỉ có 7 cái đặc tính biến hành thôi. Còn những cái đặc tính khác đó, thì những cái tâm này không có.
Thì khi mà một cái tâm mà nó làm việc phức tạp hơn á, thì nó có nhiều cái đặc tính hơn. Thì do cái đặc tính và cái đặc tính của cái tợ tha thứ hai, tức là cái sở hữu biệt cảnh. Thì cái sở hữu biệt cảnh tức là nó cũng là cái sở hữu tợ tha, tức là nó đi với cái tâm nào thì nó sẽ tùy thuộc cái tánh của tâm đó mà nó theo. Nhưng mà nó không có phổ cập hết giống như là cái sở hữu biến hành. Thì ở trong cái phần sở hữu này đó, các vị Phật tử chúng ta là cố gắng học thuộc lòng. Mặc dù tôi biết rằng cái việc này rất là khó đối với những người vị cư sĩ bận rộn, nhưng mà ở trong cái nếu mà mình đã rất là mong muốn học á, thì chúng ta sẽ tận dụng cái điều kiện nào đó, chẳng hạn giống như là trong khi làm việc á, thì chúng ta nhớ lại một những cái sở hữu này và cố gắng nhớ đi thuộc lòng. Và chúng ta đọc một chúng ta đọc giống như là đọc bài kinh vậy đó. Tôi thấy có nhiều Phật tử dù có bận rộn như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn có thể thuộc được. Có nhiều người thuộc được rất là nhiều bài kinh Pali nữa. Và mặc dù chúng ta không hiểu gì thì cái này nó càng còn dễ nhớ hơn, bởi vì ví dụ giống như là nói là 13 cái sở hữu tợ tha nhưng mà chúng ta thuộc lòng thì chỉ có hai câu thôi, tức là xúc thọ tưởng tư hành bản quyền cách ý tầm tướng giải cần nghĩ dục. Và vừa quen rồi đó thì đôi khi chúng ta không cần phải suy nghĩ mà mở miệng ra thì nó đọc thôi. Cho nên là 52 sở hữu này thì nếu mà các vị viết ra giống như là một cái bài kinh Pali như vậy đó, thì thật ra thì đó là một cái bài ngắn chứ không có dài. Các vị thử cái sau này, các vị thử ở nhà các vị ghi hết các cái sở hữu rồi chúng ta học thuộc lòng đó, thì nó cảm thấy là nó không có dài. Các vị Phật tử biết rằng là ở trong những cái bài kinh nhật tụng hàng ngày của chư tăng đó, có những cái bài kinh đó, thì nói về cái ý nghĩa thì toàn bộ là tất cả là những cái chi pháp không à. Mà sở dĩ mà những cái bài kinh nó tụng là sao, là để cho chư tăng, nhất là những vị mà trong rừng không có sách vở mà không có gần gũi được các cái vấn đề, giống như trường hợp của các vị tu thiền một mình đó, thì dù cho các ngài có ở một mình như vậy đó thì các ngài cũng không có quên Phật pháp, và nhờ những cái bài kinh tụng mà nó giống như là những bài kinh mẫu đề, bài kinh tâm tắc, rồi những cái bài kinh chi pháp đó, để mà lúc nào đó thì cũng có thể nhớ đầy đủ chi pháp. Chẳng hạn giống như là có những cái bài kinh đó, mà nếu ai thuộc cái bài kinh đó, đó thì chúng ta không có quên 12 thập nhị nhân duyên. Có những cái bài kinh đó, mà khi mà chúng ta thuộc lòng đó, thì chúng ta không có quên 24 duyên đệ. Chứ nếu mà không có những cái cách mà học thuộc lòng đó, đó thì chắc chắn rằng là không có ai mà cùng một lúc mà kể được hết 24 duyên đệ. Và chỉ trừ khi mà chúng ta đã được học thuộc lòng như vậy. Thì thật ra đó, mặc dù học vi diệu pháp nói riêng hay là Phật pháp nói chung, cái quan trọng đó là cái lý. Nhưng mà rất là nhiều trường hợp đó, là chúng ta cũng cần có một cái, có những cái thuộc lòng ở một mức độ mà tối thiểu nào đó. Ví dụ giống như là ngày xưa chúng ta học văn như vậy đó, thầy cô cũng bắt là phải có một số cái bài thơ là phải thuộc lòng, một số cái câu ca dao thì phải học thuộc lòng, là bởi vì nó tiện cho trường hợp á, là không phải trường hợp nào chúng ta cũng có cái sách ở bên mình. Thành ra ví dụ như là chúng ta đang viết một bài văn nào đó, nó có một cái ý tứ liên quan và bởi một cái bài thật câu thơ đó, tự nhiên là có cái vốn sẵn và học lòng là viết luôn, chứ không phải là phải tra cứu. Nhất là trong cái điều kiện ngày xưa không có máy móc như chúng ta bây giờ, thì cái việc mà đi mà tìm lại thì nó đôi khi nó mất thời giờ hơn, hoặc là một số trường hợp chúng ta không có điều kiện là tìm. Cho nên một người mà muốn viết văn là người đó cũng phải thuộc lòng một số cái câu chuyện, một số cái bài thơ, một số cái câu danh ngôn, một số câu ca dao vân vân. Thì đối với một người mà học Phật và nói riêng về vi diệu pháp đó, thì mặc dù trước giờ đó là chúng ta cố gắng là chúng ta tìm ý nghĩa đó, nhưng mà rất là mong là các vị chúng học cái phần sở hữu này đó, thì chúng ta cố gắng làm sao mà chúng ta học thuộc lòng. Như vậy thì tôi xin đọc lại, đó là 13 sở hữu tợ tha thì được chia làm hai, thì gồm có 7 sở hữu biến hành và 6 sở hữu biệt cảnh. 7 sở hữu biến hành đó là xúc thọ tưởng tương nhất hành bản quyền tác ý, và 6 cái biệt cảnh đó là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Các vị biết đó, là tôi nhớ cái việc khi tôi nhớ cái 13 cái sở hữu biến hành này, tôi không biết là tôi nhớ nó, không biết là nhớ từ lúc nào, nhưng mà đại khái đó là lúc mà tôi còn rất là nhỏ,
chung là chắc cũng là trên 20 năm á. Dạ 20 năm mà sao vẫn vẫn còn nhớ. Dạ. À, thì nó cũng có nhiều cái lý do, ví dụ giống như là khi mà chúng tôi thường để mà chúng tôi đứng lắp dạy rồi nó có điều kiện để lặp lại để nhớ, nhưng mà không có phủ nhận được rằng là ngày xưa nhờ là đã từng thuộc lòng cho nên là nó dễ, nó khó quên. Thì trong cái phần sở hữu này các vị hay ngán là cái chỗ là chúng ta viết nhiều, các vị hay ngán là cái chỗ là chúng ta hay viết rất là nhiều. Thì các vị cố gắng, bởi vì chúng ta chỉ còn lâu nữa thì đã hết cái phần sở hữu và sẽ hết cái phần sắc pháp. Thì khi đó là những cái ý nghĩa chính là trên cái bản nhiêu chi pháp này thì chúng ta đều nhớ hết. Ví dụ như là chúng ta nhìn cái tâm đó, nhìn cái sở hữu đó, nhìn cái sắc pháp đó, những tâm biết được ý nghĩa. Thì cái phần biết được ý nghĩa này nó rất là quan trọng để học hết tất cả các phần sau. Thì các vị bây giờ đó, cố gắng giống như là ngày xưa mình phải nhớ các cái chữ cái, nhớ các cái con số. Thì thời gian còn lại đó thì có dành cho các vị nào mà có câu hỏi. Xin cô Nhung. Cô Nhung Hoan Hỷ giúp chùm cho các Phật tử nào có cái câu hỏi. Xin mời đạo hữu Bích Uyên ạ, lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ. Dạ, con bạch sư, con vẫn chưa có phân biệt được giữa xúc và tầm á. Là xúc là sự tiếp chạm và tầm thì cũng là để tâm có hướng cảnh. Thì hai cái đó để phân biệt thì như thế nào sư giải thích giúp con? Cảm ơn sư. Cái xúc á, tức là cái sự tiếp chạm giữa căn cảnh và thức. Còn cái tầm á, là cái sự hướng tâm, mà cái sự hướng tâm đến cảnh. Dạ. Yeah. Dạ, cái tầm là cái sự hướng tâm đến cảnh, giống như là tạm thời giờ thầy chúng ta nghĩ rằng là giống như là một cái giống như là cái bánh lái tàu. Thì khi mà hay là cái qua lăng xe đó, khi mà chúng ta đánh lái qua đâu thì cái xe nó sẽ qua đó. Nhưng mà khi mà tâm cảnh thức gặp nhau đó, thì cái đó nó mới gọi là xúc. Dạ. 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 Hay nói cách khác là tầm nó hướng tâm. Nó hướng tâm, và khi mà chạm nhau đó thì khi đó mới gọi là xúc. Dạ. Do đó khi nhớ đến xúc là cô nhớ là phải có cái sự gặp gỡ của cái căn cảnh và thức. Dạ. Và còn tâm thì nó không cần như vậy. Dạ. Dạ. Xin mời đạo hữu Giã Quỳ Nguyên Giang đặt câu hỏi với sư ạ. Dạ. Cho con xin hỏi, con cũng còn lờ mờ chỗ sở hữu thọ hỷ với sở hữu hỷ sư. Thì ví dụ như mình xem, mình sửa soạn, mình xem cái kịch vui á, thì ban đầu là sở hữu hỷ, là tức là mình được xem kịch thôi, phải không sư? Rồi khi mà cái kịch nó làm cho vui mới là sở hữu thọ hỷ hả sư? Dạ, thật ra hai cái này nó diễn ra đồng bộ thưa anh. Nhưng mà cái một cái nó là nó chủ động và nó vui thích với cảnh, còn một cái nó là thụ động. Cái thọ nó là thụ động đối với cảnh. Tức là khi mà cảnh, một cái đó là mình vui với cảnh, còn cái hai á, cái thứ hai đó là cảnh làm cho mình vui. Cảnh làm cho mình vui đó thì khi đó là thọ hỷ. Còn mình vui với cảnh là sở hữu hỷ. Dạ. Dạ, ví như thí dụ như mình thích đi xem phim buồn thì cái phim buồn là sở hữu hỷ, còn khi mà cái phim nó là mình buồn thì mới là sở hữu thọ ưu quá. Dạ phải. Dạ. Sa thú con hiểu rồi. Con cảm ơn sư. Dạ. Xin mời đạo hữu Chi Lai Bác lên đặt câu hỏi với sư ạ. Dạ, kính thưa sư ạ. Dạ, sư con hỏi là cái tâm sở tầm với lại cái tâm sở mà tác ý á, dạ nó có khác, nó tại vì tác ý nó cũng hướng chú ý đến cảnh, thì tầm nó cũng hướng tâm đến cảnh, thì hai cái đó nó giống nhau sư.
Dạ, cái này dạ, cái câu hỏi cái này là thật ra là hai cái sở hữu này mà ở trong sách vở thì cũng cái định nghĩa đó là nó cũng dễ, rất là dễ nhầm lẫn. Do vậy khi mà tôi dạy cái sở hữu này là tôi cố gắng là tôi chia ra làm bốn phần, để cho bốn phần theo cái thực tính đó, để cho các vị dễ có phân biệt. Cái tác ý á, hiểu một cách dễ dàng nhất đó là cái sự chú ý đến cảnh. Còn mà cái sở hữu tầm á, nó như giống như là một người giống như là tìm cảnh. Dạ. Tôi ví dụ giống như là khi mà chúng ta đi tìm một cái món đồ nào đó trên bàn. Thì cái tìm đó đó là cái là tầm. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm á, là có đôi khi nó trước mặt mình mà mình không thấy, là do vì mình không có chú ý. Thì cái chú ý đó tức là tác ý. Dạ. Thì khi mà đi tìm á, là hướng tâm đến cảnh thôi. Nhưng mà chính là cái gọi là cái tác ý á, tức là nó tạo nó gây cái ấn tượng nào đó mà cái tâm nó nhận ra. Dạ, cho nên là cái nói về cái đặc tính của cái tác ý là nó mới gọi là làm thành cảnh cho tâm. Tức là có một số tâm á thì nó không cần tầm được, nhưng mà tâm nào á thì cũng cần phải có chú ý mới nhận biết cảnh. Cho nên các vị để ý rằng là đối với khi mà chúng ta học nghỉ ngủ song thức á, tôi có nói rằng là trong các cái điều kiện mà để mắt mà cái thần kinh nhãn mà nhận biết cảnh, hay là cái thần kinh nhĩ mà nhận biết cái cảnh thinh, thần kinh tỷ nhận biết cái cảnh khí vân vân, thì tất cả nó phải có cái yếu tố là phải có cái chú ý mới biết. Thì cái tác ý này á, là nó bắt buộc phải có đối với cái tâm. Còn tâm á, nó giống như là cái sự hướng tâm đi tìm kiếm. Do vậy mà cái sở hữu tâm này trong một số tâm khi đã thuần thục rồi thì không cần thiết. Trở lại là năm cái tầng thiền. Cái tầng sơ thiền á, thì chúng ta có đủ cái năm chi thiền gọi là tầm tứ thắng giả, tầm tứ hỷ lạc định. Nhưng mà đến cái nhị thiền thì là bỏ tầm. Là được ví dụ giống như là khi mà cái một nơi xa lạ mà khi mà chúng ta đến á, thì chúng ta phải hướng tâm đi đến, hay là nói một cách khác là mình phải đi tìm, phải tìm đường. Nhưng mà khi mình đã quen thuộc rồi đó thì mình không cần phải là cái giai đoạn đó nữa. Cho nên cái giai đoạn thuần thục hơn á, của cái thiền đó là bỏ đi cái tâm. Nhưng mà đối với cái chú ý, cái tác ý á, thì trong trường hợp nào á, là cũng phải có cái chú ý. Không biết nói như vậy thì cô có thấy cái rõ ràng giữa cái tác ý và tâm không ạ? Dạ dạ, con sa thú sư là con hiểu rõ hơn à. Dạ, dạ. Cảm ơn. Dạ, đạo hữu Bích Uyên còn muốn đặt câu hỏi với sư nữa không ạ? Tại thấy bàn tay của đạo hữu giơ lên ạ. Dạ không ạ. Dạ, thưa sư. Dạ thưa không ạ. Hình không còn bàn tay giơ lên để đặt câu hỏi nữa ạ. Anh giúp cái lưu ý các vị học viên là do vì trong khi mà tôi đang giảng bài đó, tôi có cố gắng tôi tập trung tôi giảng, cho nên tôi không có đọc những cái phần mà các vị nhắn, bởi vì cái phần này tôi nhờ cô Nhung cổ xem giúp giùm, bởi vì khi mà tôi đọc nhắn cái vừa giảng bài mà tôi vừa đọc các vị đó, đôi khi nó bị tôi bị phóng tâm. Dạ, thành ra có những cái câu hỏi mà các vị Phật tử mà có hỏi, có lần đó là khi còn câu hỏi đó thì tôi cứ ngỡ là không còn câu hỏi. Dạ, các vị hỏi nghĩ giùm. Dạ thưa sư, có một câu hỏi của đạo hữu Minh Pháp ạ. Yeah. Dạ thưa sư, nếu sở hữu tầm và tứ mạnh thì có phải tâm người hành thiền sẽ dễ bị phóng tâm và rơi khỏi đề mục đã định không ạ? Hay là chỉ tầm và tứ trên đề mục đã định? Con tri ân sư ạ. Dạ tầm và tứ á, nếu mà nó cái tầm và tứ mà nó mà đi với cái pháp vật á, thì nó sẽ phóng tâm nhiều cái đối tượng. Nhưng mà nếu mà cái tâm định mạnh và không có pháp vật á, thì tầm với tứ á, nó giúp cho cái tâm là được
được phấn chấn hơn với cảnh, tức là cái nhà cái tầm đó mà một vị hành giả không có bị cái rơi vào một cái trạng thái gọi là giả dưỡi buồn ngủ. Bởi vì cái chúng ta biết rằng cái tầm tứ là cái sở hữu tự tha, cho nên nó không phải là nó chỉ đi chung với cái tâm thiện thôi, mà nó còn cả đi cái chung với cái tâm bất thiện. Và cái bản chất của cái tâm bất thiện thì sau này ngày thứ sáu thì chúng ta học đến cái phần gọi là cái si phần, thì trong đó có cái si phần là cái phóng dật, mà cái phóng dật đó nó là một cái bất thiện biến thành, tức là nó sẽ có mặt trong tất cả các cái tâm bất thiện hết. Nói như vậy cũng nghĩa là cái sở hữu tầm tứ đó, nó có khi là nó còn đi chung với phóng dật, và khi đó nó có sự loạn động, thì nó còn tùy theo cái điều kiện, hai cái yếu tố, đó là cái yếu tố nhất hành và cái yếu tố phóng dật. Nếu mà cái nào mạnh đó, thì lấn lướt cái kia, thì khi đó, đó thì nếu mà cái yếu tố nhất hành mạnh đó, thì hai cái tầm tứ nó sẽ trở thành cái chi thiền. Còn mà nếu mà cái phóng dật mạnh đó, thì hai cái tầm tứ này đó, nó sẽ cùng với cái phóng dật mà nó trở thành cái sự loạn động. Dạ. Thưa sư, con xin lỗi, con xin hỏi tiếp cái chỗ này một chút được không ạ? Dạ dạ cô tự nhiên ạ. Thưa cô, vì con không chát cái tay con đau, con không chát, con muốn hỏi trực tiếp với sư luôn ạ. Thưa sư, là sư giảng cho con rằng nếu mà đấy là về trên lý thuyết, nhưng ví dụ thực tế khi con ngồi thiền hoặc là trong cái tứ oai nghi đi đứng nằm ngồi, mà ví dụ con biết cái tâm phóng dật, con biết là cái tâm nó đang lang thang, nó đi chỗ nọ chỗ kia, hoặc nó đang nghĩ thêm một hai điều nữa, thì con muốn không đi lang thang nữa, mà con muốn kéo nó về, thì con lại đưa về hơi thở, hoặc con lại đưa về những cái động tác của con đang thực hành, thì lúc đấy dạ. Thì như thế là có đúng không ạ, thưa sư? Dạ thưa phải như vậy không? Thì con nghĩ như thế thì nó sẽ đơn giản hơn một tí, đúng không ạ? Như, dạ. Tức là nếu mà ví dụ như con cứ hiểu đơn giản là vì cái vi diệu pháp con thấy là sư giảng con học con theo được, con nếu nói lý thuyết thì con thấy hơi khó khó, nhưng ví dụ như nếu mà con thực hành, ví dụ con đang ngồi thiền, con đang hơi thở chẳng hạn, như con có cái tâm là con đang nghĩ đến hôm qua đi đâu hoặc ai vừa mới nói cái gì chẳng hạn, thế con nghĩ xong độ khoảng một nửa giờ phút thôi, một chút thôi, xong bắt đầu con kéo về hơi thở, xong là nếu mà con ngồi một lúc mà nó lại lang thang đi thì con biết là nó bị lang thang đi, thì con lại kéo về hơi thở, đấy là khi con ngồi. Nhưng mà khi trong khi con đang làm việc, ví dụ con đang làm là con đang biết tay cầm cắt cái củ, hay con đang nấu cơm, hay là con đang giặt quần áo, ví dụ như thế, nhưng tự nhiên cái tâm nó đang theo cái tay của con và nó theo những cái hành động trong thân của con, nhưng đùng cái ví dụ con lại nghĩ à chiều hôm nay lại đi hẹn người này và người đấy thế này thế kia chẳng hạn, nhưng khi đó thì cái việc đó là cũng không cần thiết, lúc này là con đang ở chú tâm vào vò quần áo hay cắt cái cây hay cắt làm đồ ăn hay lau nhà, thì con lại chú tâm vào từng đấy, hoặc là nếu nó phóng đi thì con lại chú vào con đang biết con đang thở, thì một lúc nó quên những cái mà con bị phóng tâm đi, thì như thế thì cũng được chứ đúng không ạ thưa sư? À, dạ thưa cô, là cái sở dĩ mà chúng ta học á là để chúng ta biết rằng là mỗi cái tâm như vậy đó nó có cái đặc tính như thế nào. Còn mà nói về cái phương diện mà khi mà chúng ta hành thiền á thì là chúng ta không có cần nghĩ đến cái điều đó. Nó chẳng hạn giống như là khi một người học hàng ngành y á, thì người ta xem trong cái viên thuốc có đó nó có bao nhiêu cái thành phần gì. Và khi mà chúng ta đã có chọn cái viên thuốc mà nó phù hợp với cái bệnh trạng của mình rồi đó, thì bệnh nhân chỉ việc là đơn giản là chúng ta uống thôi. Cũng vậy, đối với vị hành giả là khi mà chúng ta học á, thì chúng ta biết rằng là mỗi cái tâm nó có cái đặc tính như vậy. Còn cái công việc của vị hành giả mà khi mà đang tu thiền á, là cái vấn đề là làm sao đó là vị hành giả không có để cho cái tâm nó bị loạn động. Và khi nào mà cái tâm bị loạn động đó, thì vị đó nhờ cái chánh niệm mà vị đó trở lại với cái đề mục mình tu tập. Dạ. Con cảm ơn, con kính tri ân sư ạ, con hiểu rồi ạ, vì con thấy là nó hơi khó cho nên con phải hỏi lại như thế ạ. Vâng, con hiểu rồi ạ. Dạ không, thật ra đó, mình càng học á, là để cho mình thấy nó rõ ràng hơn, chứ không phải là mình đi mình mỗi khi mình hành thiền mình kiểm tra là cái tâm mình có bao nhiêu cái sở hữu. Thật ra mình
biết được là do vì các vị thánh nhân các ngài bằng cái tuệ giác của các ngài, chứ còn mà mình đâu có biết được. Giống như bây giờ mình nói rằng là cái một cái trong một cái viên thuốc nó có mấy thành phần thì chẳng qua là mình chỉ coi là trong đó họ ghi thôi, chứ mình đâu phải là dược sĩ đâu mình biết. Dạ. Dạ. Kính tri ân sư ạ, con hiểu rồi ạ. Dạ. Bạch sư, cho con hỏi thăm một tí ạ. Cái sở hữu tứ á sư, cái đặc tính của nó là sự rà soát, sự kiểm tra, nhưng mà mình có thể dùng từ quan sát cảnh được không sư? Cái quan sát á, thì nó cũng không có gần, nó không có cùng nghĩa với cái chữ rà soát luôn. Dạ. 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 Dạ con cảm ơn sư. Dạ. Dạ, xin mời đạo hữu Lê lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ. Dạ, thưa sư, cho con hỏi là khi mà một người hành thiền mà theo các cái tầng thiền từ sơ thiền cho tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì khi mà tầm xong rồi tới bỏ tầm, rồi nhị thiền là bỏ tầm, rồi lên tứ là cái người hành thiền, người hành giả đó tự bỏ, hay là các cái khi mà mình tinh tấn rồi là cái nó đem lại cái sự như vậy hả thưa sư? Thưa sư, thì do cái do vị đó thuần thục. Dạ. Dạ, do vị đó thuần thục rồi, vị đó cái quyết tâm của vị đó là cố gắng để thuần thục hơn, mà chính dạ, cái sự thuần thục đó nó cho nên vị đó bỏ. Nó ví dụ như là khi mà mình mới đọc chữ á thì mình phải đánh vần. Yeah. Và khi mà mình đã đọc thường thục rồi đó thì mình nhìn chữ á, thì mình vẫn cứ nhìn là mình biết thôi, chứ mình không cần phải biết từng cái mẫu tự ở trong đó. Mình tạo ví dụ như vậy đó. Yeah. Thì đó là cái sự thường thục. Dạ. Yeah. Yeah. Cũng giống như là sự tác ý của người đó hả thưa sư? Dạ. Dạ, cũng giống như là sự tác ý của người đó. À, dạ không phải, nó là cái sự nỗ lực của người đó để làm một để cho nó thuần thục hơn, hoặc là do vì nhờ cái gọi là cái vị đó thực tập hàng ngày, và vị đó thực tập hàng ngày nó trở lâu ngày thì nó trở thành một cái gì đó mà quen thuộc, nó dễ dàng hơn vậy đó. Ví dụ như là mình có một cái món đồ lạ mình mới mua về, thì khi mình mới mua về đó mình phải tìm cách mình sử dụng đó. Yeah. Nhưng mà khi mình đã lâu ngày rồi đó, mình quen rồi đó, thì khi mà đó mình tự nhiên đó, mình không cần phải để ý nhiều về cách sử dụng, mình cũng có thể sử dụng được. Lấy ví dụ giống như là khi mình dùng một cái phone mới thì mình phải để ý là cái phím này nó nằm ở cái phím nguồn nó nằm ở đâu, rồi cái phím âm lượng nó nằm ở đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng cái phone đó mà mình dùng đã lâu rồi đó, thì cái việc mà mình đi mình không cần phải tìm hiểu nữa, mà mình chỉ cầm cái phone là mình biết nó nằm ở chỗ nào, thì đó là do vì nó đã quen và nó đã thuần thục. Thì cũng vậy đó, vị hành giả đó, khi mà cái do vì vị đó tu tập thường xuyên như vậy đó, thì cái định lực của vị đó nó mạnh hơn, nó thuần thục hơn, cho nên là những cái yếu tố ban đầu mà dành cho những người khi mà mới bắt đầu đó, thì vị đó được bỏ bớt. Dạ, thưa sư, con dạ, cảm ơn sư ạ. Dạ. Dạ, xa thú. Dạ, xin mời đạo hữu Chi A Bát còn câu hỏi lên đặt với sư ạ. Dạ, thưa sư, con có câu hỏi là hồi nãy con nghe sư giảng về cái tâm sở dục. Thì sư nói là có muốn thiện, muốn bất thiện, với dạ, là muốn vô ký. Dạ, mà con đọc dạ, trong sách thì họ ghi là tham dục, pháp dục, tác dục, vậy hai cái đó là giống nhau không sư ạ? Dạ giống con, nó tùy theo cái cách mình chia thôi. Dạ. Thí dụ giống như là tham dục á, nó thuộc về cái bất thiện. Dạ. Dạ. Còn cái tác dục á, nó thuộc về cái vô ký. Còn cái pháp dục á, nó thuộc về vừa thiện mà vừa vô ký. Dạ. Dạ. Dạ, tại vì con thấy là cái tác dục họ ghi là chỉ xài cho các vị A-la-hán thôi, còn phàm phu có xài tác dục được không ạ? Dạ không, phàm phu cũng vẫn có tác dục. Thí dụ như là cô, thí dụ giống như mình đang ngồi ở đây này, hoặc là mình muốn cử động tay chân vân vân, thì cái sự cử động đó, cái muốn đó
nó phải có muốn, nhưng cái muốn đó, nó cũng đôi khi nó không phải lúc nào muốn là nó cũng là tham. Dạ, ví dụ như là tôi cầm cái viết này, tôi muốn dời cái cây viết này qua bên phải hay từ bên phải qua bên trái, thì nó chỉ đơn giản là chỉ muốn hành động vậy thôi, chứ không phải là tôi bị tham đắm gì vào cái công việc mà tôi dời cây viết đó. Dạ, như vậy thì cái muốn đó, nó không thuộc về tham. Rồi có những trường hợp đó, cái muốn chẳng những nó không thuộc về tham mà nó còn thuộc về sân. Dạ, giống như là có những người đó là họ bị ngồi rồi bị mũi nó cắn, họ muốn đập giết con mũi nó, thì đó cũng là cái muốn, nhưng cái muốn nó thuộc về sân. Dạ. Dạ dạ. Dạ, còn chúng ta học vi diệu pháp. Dạ, chúng ta học vi diệu pháp đó thì chúng ta không bao giờ thắc mắc rằng là tại sao trong trường hợp này chia lên, tại sao mà có chỗ chia như thế này, có chỗ chia thì như thế kia, chúng ta không có ngạc nhiên điều đó, là bởi vì nó tùy theo cái khía cạnh mà người ta muốn nói đến, cho nên cái pháp được chia theo tầm cách nào thôi. Dạ. Giống như chúng ta có tâm chia ra làm 4 cách này, rồi 4 cách khác, rồi 3 cách này, 3 cách khác, 2 cách này, 2 cách khác nữa vậy đó. Dạ. Dạ. Dạ con hiểu ra. Dạ con kính tri ân sư. Dạ dạ. Dạ. Thưa sư, hiện đã hết bàn tay giơ lên rồi ạ. Dạ. Như vậy thì nó cũng vừa với cái thời gian chúng ta kết thúc lớp học ở đây, thì cũng xin nhắc lại là cái phần sau cũng là cái phần sở hữu, và chúng ta cũng cố gắng và chúng ta ghi chép hơi nhiều giống như bữa nay như vậy, thì trong khoảng thời gian tôi cố gắng hết tuần sau thì chúng ta sẽ học xong cái phần sở hữu tâm này. Và các vị cũng nói như thế này cũng để khích lệ các vị là ở trong cái phần sở hữu tịnh hảo đó, thì cái việc mà chúng ta nhớ sẽ đỡ cực hơn ở trong cái phần sở hữu tự tha và bất thiện. Thì sở hữu tịnh hảo thì đến 25 sở hữu tịnh hảo, nhưng mà không phải đến học từng cái sở hữu kỹ như thế này, tại vì trong cái sở hữu tịnh hảo, cái phần tịnh hảo biến thành đó là tại vì phân tích cho chi tiết thì chúng ta mới có nhiều như vậy, chứ còn thật ra điều mình cần nhớ đó thì nó không có nhiều lắm. À, giờ này thì cũng hết giờ thôi, chúng ta kết thúc lớp học ở đây và chúc tất cả các vị an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, 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 con đảnh lễ sư ạ. Dạ, dạ, xin đảnh lễ sư ạ. Dạ, 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 dạ